Hiện tại mến chạy được nửa đoạn đường rồi, nhưng mà buổi sáng nghe nhìn thấy ông Nhật trời vừa nhô lên đó cả nhà, nhìn thấy rất là đẹp luôn, cho nên là mình đứng đây để quay một chút xíu để chia sẻ đến với cả nhà nha. Nguyên cánh đồng ruộng lúa đang chuẩn bị thu hoạch tiếp tục nữa cả nhà. Giờ mến cũng tới trường cả nhà. Wow. Giờ mình sẽ đi vô phòng để coi số báo danh của mình là số mấy nha. Sáng này mình mới lại thì thấy có một số xe đang chạy vô sân sát hạch để ôn luyện lại cái nha. Cũng 6-7 xe. Ui 8-9 xe luôn cả nhà. Cả nhà thấy nhiều. Quan trọng nhất là cái dốc này cả nhà. Tới thả thôi. Mến xin chào cô chú anh chị đã đến video tiếp theo của mến nha. Xin chào cả nhà. Thì cũng rất là lâu rồi cả nhà. Mến cũng ít ăn chung với mấy anh em, tại vì thường ăn chung thì như là ăn buổi sáng buổi chiều này kia đồ á, ăn sớm rất là sớm luôn. Cho nên với lại là hôm nay á thì trong 8 tháng rồi cái lúc mà đi học với cả nhà, từ lúc đi học với hôm nay là mới đã đạt được kết quả rồi. Thì mến đã đậu được cái bằng nghe cả nhà. Hôm nay mến mua đồ về để đãi cho anh em một buổi tiệc như là rửa bằng rồi nấu gà nấu lá giang cả nhà. Bỏ lá giang rồi bỏ này được coi nhi. Dạ lấy để nêm á. Nói chung là từ lúc mà mến học tới giờ là đúng 8 tháng, mà dự định của mấy anh em á là tới 10 lần mến mới đậu. Nhưng hôm nay thì chỉ có được có 5 lần rồi cả nhà. Mến đậu được cái bằng B2 rồi. Mến cũng nói chung cũng rất là mừng. Cho nên là hôm nay muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ để đãi anh em, cùng anh em trong team ăn nha cả nhà. Anh Mến đậu bằng lái mà đãi tiệc như nhớ lại ngày lúc trước anh thấy cũng vậy. Đậu bằng lái là một cái chuyện rất là mừng đối với cả gia đình luôn á, tại vì không nghĩ rằng là anh Thép sẽ đậu. Nhưng mà may là anh Thép
thi tốt nghiệp thì thi rớt lên rớt xuống, nhưng mà thi sát hạch, thi chính thức á thì thi một lần là đậu luôn. Còn anh Mến thì bữa giờ mấy anh em cũng rất là sợ là anh Mến sẽ thi nhiều lần, tốn thời gian với lại tốn tiền lắm, nhưng mà may là sau vài lần thì anh Mến cũng đậu rồi cả nhà. Cũng nói chung cái là tốt nghiệp thì Mến thi rớt hai lần, rồi xong qua thực hành thì Mến thi rớt thêm ba lần nữa cả nhà. Nhưng mà lấy tiết rớt hai lần rồi xong cái qua mô phỏng rớt, rồi đợt mới tuần này nè thì Mến đã thi đậu hết luôn tất cả, cho nên thì cũng Mến cũng lấy cái bằng về rồi, cho nên là Mến muốn mua đồ về ăn mừng với anh em. Và trước giờ thì Mến cũng không nghĩ là Mến đậu được cái bằng này đâu, thật sự tại học á vào chữ hoặc là số vô đầu của Mến á nó chậm lắm. Mến không nghĩ là Mến đậu được cái bằng luôn cả nhà. Giờ thì mấy anh em đang nấu gà chị Ý Vui, thì gà này là đang nấu gà lá giang cả nhà. Mến cũng chuẩn bị mua thêm mấy món nữa cho nó cho mấy anh em ăn á, thì Mến cũng đã có đặt ở bên chỗ chị bán đồ ăn rồi, chút nữa thì Mến sẽ đi qua bển lấy nha cả nhà. Bây giờ Mến tranh thủ để làm lặt lá é với lá giang cùng anh em với Quy Hoàng. Ôi trời ơi, kìa chào cô chú kìa Hoàng, con chào cô chú. Quy Hoàng lanh lắm cả nhà, hôm nay biết rồi. Hôm qua giờ anh Mến bệnh mà sao bữa nay vẫn, ý là tại vì anh Mến hẹn với mấy anh em là cuối tuần, nhưng mà thấy bữa giờ anh Mến hôm qua giờ bệnh á, kêu anh Mến thôi để bữa nào cũng được, sao anh Mến kêu thôi làm luôn cho nóng. Mến mấy anh em cũng nói là không ấy thì dời bữa nào đi, bữa nay còn đang bệnh mà làm gì. Thôi đấy thì lỡ hứa với anh em, với lại là bữa nay cũng chủ nhật nữa, mà chủ nhật là Mến không biết là bữa nay mấy anh em trong shop bị 4-5 người cả nhà, cho nên hồi nãy Mến cũng đã gọi từ anh em rồi. Nhưng có số anh em thì nói bận biểu, với là có số anh em thì nói đi chơi với bạn gái. Mến không biết là hôm nay có lên đủ không nữa. Thì Mến cũng có gọi cho Ly, nhưng mà Ly nói thì để chiều Ly lên. Hồi trưa thì Mến nói là tầm khoảng 3 giờ mấy 4 giờ đó, tổ chức tiệc để rửa bằng. Nhưng mà cái nãy đi chung với thép nè, thép hỏi là mấy giờ bạn gái mới lên, nói chắc không có lên, tại vì 5-6 giờ đó là mới nấu cháo đem lên cho anh luôn, cho nên thì mấy anh em quyết định là khoảng 5-6 giờ mới ăn luôn cả nhà. Cái này kiểu này cũng là bất ngờ, nói ủa sao tổ chức rồi mà ăn uống rồi sao giờ nữa mới ăn nữa. Thôi Mến tranh thủ làm với anh em cho xong cái này rồi Mến đi lấy đồ nha cả nhà. Giờ Mến với em trai Lộc chạy đi lại quán lấy đồ ăn. Ôi hút rồi, hút rồi. Hả? Hút rồi, hút đường quẹo rồi. Ủa? Đường quẹo qua đường Phú Quý á. Giờ là Phú Quý á? Giờ lại đường Phú Quý. Nói chung là quán ăn ở đây thì cũng bình dân cả nhà. Cũng rẻ và cũng Mến Mến ăn cũng mấy lần rồi. Cũng thấy ngon cho nên là Mến mới đặt ở bên đó làm mấy phần nha cả nhà. Thứ nhất là đặt để đỡ tốn kém cho chị đầu bếp nữa. Thứ hai để cho nhanh nữa cả nhà, chứ để chiều á có thêm mấy món ăn nữa cho nó hấp dẫn với anh em trong team. Bây giờ thì cũng chạy gần tới cả nhà. Ủa đâu? Chạy lên trên kia ngã ba lớn vậy. Ở đây là công viên mới thành lập khoảng một năm nay thôi cả nhà. Đó, buổi chiều thì cho mấy em nhỏ ra đây để chạy xe điện này kia đồ. Nói chung là công viên rất là đẹp luôn nha. Ở đây là bán đồ ăn vặt vào buổi chiều tối. Chạy qua đường 703. Ủa trước giờ chưa đi quán đó hả? Phải quán hôm bữa anh em mình đi ăn không? Đúng rồi. Trời ơi.
Nói vậy Lộc mới hiểu cả nhà. Còn nói mà ngã ba quẹo đầu tiên là Lộc không biết luôn. Ở đây mấy bên tay trái thì chạy qua đường Phú Quý, còn quẹo tay phải là bảy chạy về 703 đường nhà cũ của thép á cả nhà. Lên trên là tới thôi. Lâu dữ rồi mới không có gì này. Chú ba đi mà ở Sài Gòn ở nhà không có nhà. Hồi nãy mình có điện cho bé Thảo thì nói là chú ba đi Sài Gòn rồi, cho nên là hôm nay hơi vắng mặt chú ba nha cả nhà. Bây giờ đi vô trọng lấy đồ cả nhà. Không gian ở đây cực, quán này có trang trí những cái đẹp lắm cả nhà. Nói chung là bông hoa này kia mình thấy mát mẻ lắm. Xong chưa chị? Dạ. Xong rồi hả? Trời, mới đặt mấy lần rồi mà bữa nay qua hỏi ủa cái đặt hà hả? Dạ. Ba phần đúng không? Đúng rồi, ba phần chứ. Tôm mù tạt đâu? Có trong đây luôn. Đây nè. Tôm mù tạt, làm hết rau đá, hào. Ba phần bò hào, bánh mì nữa. Dạ, bánh mì nữa. Chị có bún không? Bún hả, là lấy khoảng nhiêu? Để lại em cái bún đi. Cái bún luôn hả? Dạ. Ủa chân dùng nó mua bún luôn không? Ấy lộn, lá giang. Lá giang hả? Dạ. Lá giang. Dạ, có lá giang không chị em mớ đi. Đây để lại cái, để dạ. Chia em một mớ lá giang hay chị? Đây không lấy ba bó mà lặt ra được còn gì là mày là có xài luôn nấu được không? Lửa chứ đâu có sao đâu. Không, là lửa hết rồi nhưng mà là mình đó có mấy cái. Để nhập dập đúng không? Bó tủ lạnh á. Dạ dạ. Không sao đâu. Chắc được mà. Giờ nấu được ba. Dạ. Nhiêu? Ba bó này nhiêu nữa? Để không, để em điện cho chị nha. Dạ, đưa. Rồi rồi. Quên bánh mì nè. Đi đâu? Dạ, chạy bên về bên thép á chị. Có gì điện cho nha. Dạ dạ dạ. Qua. Dạ. Nói chung là ba phần hào suất phô mai với hai phần tôm bù tạc nha cả nhà. Đó, bây giờ mình về bản thôi. Với lại là mến sẽ đi lấy thêm hai món nữa. Dạ không. Ăn mừng thi đậu bằng lái. Dạ. Đậu hết rồi. Dạ dạ. Thôi em về nha. Có lên YouTube đồ không? Hả? Có lên YouTube đồ không? Không, có lên YouTube không à? Dạ. Chơi luôn. Chơi luôn. Chơi luôn. TikTok hay là YouTube? YouTube không à? YouTube là YouTube á. Tên gì? Trần Văn Mến. Trần Văn Mến hả? Mến. Mến hả? Hả? Đúng rồi, anh bên tay em cũng thế. Thôi, bye cả nhà nha. Bây giờ xong rồi cả nhà, đây là thêm hai món nữa nha. Bây giờ cũng sống, mấy anh em sống đỡ rồi cả nhà. Hello cả nhà, thép mới ở Hà Nội về cả nhà. Nghe tin anh Bảy thi bằng lái xe 4 lần mới đậu, anh Bảy đãi hôm nay đãi cả làng mình ăn nhiều món lắm nha cả nhà. Tới 5 lần. Hả? 5 lần. 5 lần luôn không? Ừ, 4 mà. Trời. Đâu 5 lần chứ. Lần thứ 5 mới đậu. Lần thứ 6 mới đậu. Gấp 5 lần. Vậy là anh là kỷ lục rồi. Đạt kỷ lục rồi. Mình 4 lần, anh 5 lần à. Còn một người mình 4 lần. Không, còn một người nữa đang thi chưa có được. Còn Tấn nữa.
Tại vì hồi nãy Mến có mua thêm hàu ở ngoài thêm cả nhà để bỏ vô. Với lại là hôm nay mấy anh em chủ nhật thì mấy anh em đi chơi với gia đình hết rồi. Mến gọi thì người thì say, người thì đã ngủ hết rồi cả nhà. Chỉ là hôm nay có mấy anh em còn nhiêu đây thôi. Bên kia mở karaoke anh em mình có lúc quay được có lúc quay không được nha cả nhà. Lúc nào mà dính bản quyền nha cả nhà. Lúc nào karaoke lớn quá thì Mến sẽ cắt bỏ nha cả nhà. Mong cả nhà thông cảm. Rồi chờ chín nó bỏ cái này vô luôn hả? Ờ cái này. Ủa sao thấy này thiếu thiếu á nha. Còn bịch chết nào không? Ba Mỹ ba hơn gì? Ba Mỹ cao sâu lòng á. Ngon chứ trời. Cái đó đã làm sẵn cho mình đúng rồi. Ê, ê, tớp lại. Khét coi, khét coi. Sao lên, sao lên, sao lên. Rồi bỏ kia vô luôn hả? Ờ đúng rồi. Bỏ vô luôn hả? Rồi bỏ kia bỏ kia vô là chín luôn á. Ờ đúng rồi. Bỏ rồi. Rồi chín luôn rồi. Nó chín rồi, bỏ vô kia. Nó sôi lên là nó chín nè. Rồi chín rồi đó. Nó chín rồi. Bỏ kia vô là sao 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 là chín luôn. Ờ đúng rồi. Cái này là bỏ chung mà. Tại này bỏ hết luôn ấy. Bỏ vô cái nào? Cái đó là hấp. Bỏ ra đi chú Bình. Đấy, cái này xong á. Cái đồ hấp kìa. Hấp nào? Có hai bạch chú mới cầm lên đó. Quá trời đồ ăn luôn. Hả? Đừng biết lấy cái gì hấp. Lấy cái... Nó chín sẵn rồi. Chín rồi. Nó chín đó hả? Ừ. Đổ vô luôn hả? Dính nó hả? Nó chín hết trơn rồi mà. Sao đâu, nước nó ngọt mà, có chút xíu mà. Nước hào mà. Hào. Hồi nãy mới để lại hai bịch trong tủ rồi nè, ăn không hết đâu. Bỏ ngăn đông hả? Bỏ ngăn đông. Ờ. Rồi, thép mời cả nhà. Rồi, mời cả nhà ăn nha. Ừ, ngon quá. Đây, mọi người, chia bánh mì ra luôn. Bánh mì ra chia ra. Ờ, đúng rồi. Nó trong cái món này luôn á. Nè, nè. Ủa Thảo đâu? Dạ. Ờ Thảo đang ngồi kìa. Hả? Quá. Rồi ăn đi anh em. Không quay anh. Wow, đã quá. Bây giờ múc cái này chứ. Wow. Nó cái gì đó. Thấy hồn không? Cái này gì à? Ba ba cho đánh ý ba. Vô ăn mẹ. Đi chút vô ăn chứ. Thêm. Thêm. Đi vô ăn nè. Chị ba vô ăn chị ba. Để nó cho đây nè. Dạ. Đồ gì quay lên là ăn nha chút kẹo nó chết luôn á. Kệ. Mất giờ mấy. Mất ơi này chút kẹo quay lên đây chết. Ô hô này là cháu không có được. Mà anh này chút kẹo. Ok em đi em này chút kẹo em đi. Rồi anh cháu ăn bù tạc rồi. Lâu dữ rồi không ăn bù tạc. Làm tôm bồ chấm bồ tạc. Thôi chấm bồ tạc ăn luôn à. Cái gì? Chan luôn hả? Chan luôn. Ôi. Bồ tạc mà ăn tan luôn. Ngon quá. Wow. Bữa nay mà bồ tạc chan luôn. Bé Thảo ngồi bên kia với cô Năm cả nhà. Giờ này nó sôi rồi. Hồi nãy đổ thêm nước sốt để chấm cái bánh mì nè cả nhà. Wow. Có chân, có chân, có chân. Ê, có chân nó, có chân nó khét nữa anh em ơi. Quá trời ngon luôn anh em ơi. Trời ơi, hào, vô trùng. Nhớ, nhớ hào nhiều nhiều nha anh em. Hào nhiều lắm luôn á. Quá trời đồ ăn luôn. Chấm bánh mì không? Chấm bánh mì. Quá phê. Ừ, ngon quá. Cái bánh mì nước mà mất. Dạ thì hôm qua nay con nằm không mà. À. Con có ngồi gì nổi đâu. Tại bữa nay chủ nhật rồi sẵn mấy anh em con mới mở ra tiệc. Ăn bữa cho vui. Dạ dạ. Để nó còn ký đồ. Bánh mì cả nhà nha. Hồi đó em có bồ em bệnh hoài. Bệnh tháng hai lần. Im vậy. Cái gì tháng hai lần? Ủa? Cái gì mà bệnh tới tháng hai lần vậy vậy? Anh hỏi gì vậy? Có không vậy? Ừ. Bệnh hoài à? Em nó lấy gì đó, nó ăn bệnh gì mà ăn tháng hai lần sao chịu nổi? Ăn gì mắc cổ em á? Hả? Từ từ ấy ăn nha. Ừ.
Phú á. Rồi dán mắt rồi. Rớt hào ăn, rớt thịt bò đồ ăn luôn em. Đứng ngủ luôn em. Xe gió mà, xe gió. Hào nhiều lắm luôn á. Quá. Cái này bò hấp. Đã quá. Xe vô kem. Ba với Thiên là xe vô. Múc, múc cho thêm ba. Chế con mẹ đâu? Bất ngờ quá, bất ngờ quá. Nó đã chứ mà ba đâu làm hết rồi. Chế con ba rồi. Đó, chế. Múc. Múc cái này cho thêm ba cái bình. Cái này chấm mì nha. Để bánh mì thêm ba. Dạ, chấm bánh mì hay là ăn với bún cũng được đó. Đúng rồi. Chỗ bữa... Bữa chưa bỏ cái này vô ăn. Cái chỗ bữa mình ăn ở đấy. Tôi chấm mì đó. Xin mời mấy người mua giấy số nha. Mình ngày nào đi về đấy với em nữa. Chạy nhanh gì em? Nhanh. Chạy nhanh vậy? Nhanh hả? Ờ. Chạy 50 mà nhanh gì? Rồi. Mới dặn rồi chạy từ từ thôi, chạy dữ vậy? Mới chưa được 11 phút nữa, chạy về tới dưới rồi. Một phút là dễ. Chờ chỉ có 10 phút chứ. Còn chạy 10 phút nữa. Mà đang làm gì vậy? Không nhớ đó. Con... À, lọc phá cửa rồi. Hả? Lọc phá cửa bên kia lại rồi. Anh ăn không vô được. Dạ. Ừ. Để cháu ăn. Cháu chị qua đây sáng ham ăn rồi. Cháu sáng anh ham ăn. Ba mẹ ngủ hết rồi em? Hả? Ba mẹ ngủ hết hả? Chưa. Ừ. Coi coi có thuốc giảm đau nào uống vô nha. Dạ. Coi có viên thuốc giảm đau nào uống vô nha. Có gì đâu. Có gì đâu. Để em ơi là mình mẩy em ê hết á. Ngủ đi, lát nếu mà thích thì nhắn tin, mà thích thì em gọi lại, còn không thích thôi. Rồi. Bây giờ cũng là 11 giờ rồi cả nhà. Thì sau khi mấy anh em ăn uống xong á thì Ly mới lên tới. Nhưng mà Ly lên tới Ly ở ngoài cổng á cả nhà. Mến cô không hay nữa. Thế Ly gọi rồi mến mới hay. Thì đi ra ngoài á thì thường thường Ly sẽ chạy vào cổng luôn. Ly không có đứng ở ngoài cổng mà gọi mến. Rồi mến mới kêu Ly vô, lúc đó là mến đang ngồi giỏng rồi. Em mới kêu Ly vô thì Ly nói là mẹ nấu cháo xong thì em đem lên cho anh, với lại là nấu nước cường cho anh uống để giải cảm giải sốt luôn. Rồi Ly mới nói là Ly đi công chuyện, đưa đồ cho Mến xong Ly đi công chuyện. Em Mến thấy cái bọc để đựng cháo là nó chầy vụa hết, thì Mến mới phát hiện ra là trên đường đi lên trên này thì Ly bị té xe. Mến không biết nói sao luôn. Tại vì đem đồ lên cho Mến rồi nấu cháo đem lên cho Mến rồi chạy lên đây bị té xe này kia rồi. Thì bây giờ Mến với Ly cũng ngồi nói chuyện cũng cả một tiếng đồng hồ cả nhà. Rồi giờ này Ly mới đi về. Còn cháu thì hồi nãy Mến ăn được một chút rồi. Mến định là tính đói ăn thêm. Mà đi qua bển em trai Lộc khóa cửa bếp rồi. Khóa cửa sau nên không có đi vô được. Với lại hồi chiều thì quay chỉ được một đoạn lúc mà anh em ăn uống thôi. Mong cả nhà cũng thông cảm cho Mến nha. Tại vì hôm nay là chủ nhật. Nhiều nhà thì cũng karaoke này kia đồ,
cuối tuần cho nên là không có quay nhiều được để chia sẻ đến với cô chú anh chị. Thì cũng trong từ lúc mà Mến nộp hồ sơ đến hôm nay Mến đậu được cái bằng lái đó là cũng trên 8 tháng nha cả nhà. Một thời gian rất là dài, không phải là thầy không nhiệt tình, mấy nói chung là thầy nào cũng rất là nhiệt tình với Mến, nhưng mà tại vì Mến là vẫn chắc là chậm tiêu chậm hiểu đó. Cho nên là nói chung tự với số là không có vô đầu Mến được, mà hôm nay đạt cái thành quả như vậy thì Mến cũng đã vượt lên chính cái bản thân của Mến rồi. Mến cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị. Thì những cái video trước thì cũng là đồng viên Mến rồi gắng cố gắng này kia rồi để đạt được cái thành quả tốt, thì hôm nay Mến cũng đạt được cái thành quả như ý muốn rồi cả nhà. Nói chung là Mến cũng bất ngờ, từ trước tới giờ Mến không nghĩ là Mến thi đậu được cái bằng xe bốn bánh này đâu. Mến cũng nói chung là qua thông qua video này Mến cũng cảm ơn Thép và Nhi và tất cả anh em trong team đã lúc nào cũng động viên tới Mến. Nhưng mà những lúc này như là Thép nói là chắc em đón anh chắc 10 lần, thì mấy anh em chỉ nói giỡn này kia, với lại ai cũng động viên Mến là cố gắng học để đạt được cái thành quả tốt và lấy bằng trước Tết. Một lần nữa thì Mến muốn gọi là với cha mẹ của Ly, tại vì đem đồ lên cho con mà nghe nói là cái bịch cháo treo nó bị giãn bọt quá, rồi Ly mới chụp cái bọt cháo thì mới xảy ra tai nạn xe như vậy. Thì chú với thím thì cũng đừng có la Ly nha, thì nói chung là sự cố thì không ai mong muốn được hết. Thì hồi nãy Mến cũng có dặn Ly, nếu mà mốt nói chung á, những cái gì vật chắc á, nếu mà gớt rồi quay lại lượm cũng không sao, dù cho nó đổ hoặc là nói gì nữa nó cũng không sao, có thể cái đó mình mua lại được hoặc là mình làm lại được. Chứ đừng có nó vừa gớt em chụp rồi chạy xe em chụp như vậy xảy ra tai nạn, lỡ ở phía sau có một chiếc xe nào đó nó ủi tới thì lúc đó nguy hiểm đến tính mạng nữa. Thì hồi nãy Mến cũng nói có dặn Ly rồi cả nhà, chỉ một cái nói chung là một cái khay cháo của Mến mà làm xảy ra tai nạn. Mến nghe Ly nói gì mà Mến sốt luôn thật sự. Vậy cái bây giờ Mến xin mời cả nhà nha. Mến xin mời cả nhà nha. Cái này nước đường cả nhà. Thì chắc có lẽ là Mến xin phép kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị, Mến xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã bỏ thời gian quý báu ra đã xem video và ủng hộ cho Mến nha. Mong rằng chú với thím đừng la Ly nha, tại vì bây giờ cũng là nói chung là tháng 7, nói chung là tháng này thì qua được cái tháng này là rất mừng. Thì mong Ly từ đây sắp tới thì không có chuyện xảy ra chuyện gì nữa. Thì mong rằng chú với thím đừng gọi là Ly. Thì Mến xin phép kết thúc video tại đây cô chú anh chị. Mến xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo.